Quý vị có biết không là khi mà hát những bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là một áp lực rất là lớn đối với Quang Lê. Tại vì xưa nay á, thì cũng đi hát nhiều năm lắm rồi. Tuy nhiên, nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì Quang Lê có nghe. Nhưng mà để mà đi trình diễn á, thì Quang Lê cũng trong một số bài thôi. Tuy nhiên khi mà nhận lời tham gia chương trình Tạ Tình của anh Hoàng Kiều thì Quang Lê phải học rất rất là nhiều bài mới. Và điển hình là bài Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi. Quang Lê là có nghe thì lâu rồi, chỉ có mới ngày hôm qua ở trên một chuyến máy bay 3 tiếng đồng hồ. Em cứ hát lui hát tới 3 tiếng đồng hồ. Hôm nay đứng đây mà run lắm, không biết mình có nhớ hết cái lời không. Tuy nhiên qua 3 tiếng đồng hồ em hát được như thế này, em cảm tưởng và em cảm thấy là em còn trí nhớ. Và cảm thấy là mình cũng giỏi, mình nhớ rất là nhanh. Tại vì một lần mà sắp tới đây là phải hát 9 bài mới của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trong chương trình Tạ Tình của anh Kiều Hoàng. Thì bây giờ tới tháng 7 mới hát, cho nên con Lê nghĩ là chắc mình cũng sẽ có thời gian để mà tập dượt, để mà thuộc lòng từng bài. Và bây giờ thì... Con Lê ơi, dạ, cho anh xin một cố anh khỏi lên sân khấu. Dạ. Xin quý vị cho Trang Quang Lê một tràng pháo tay. Chỉ 3 tiếng đồng hồ nhưng mà cũng thuộc. Thành thử Quang Lê cũng chưa bị Alzheimer, nghe chưa? Dạ. Nhưng mà Quang Lê có bị Alzheimer thì Hoàng Kiều cũng sẽ lo cho em. Và rồi quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa cho Quang Lê. Dạ. Em cảm ơn. Và anh Hoàng Kiều có nói là sẽ dành cho Quang Lê và Ngọc Hạ rất ưu ái khi mà sẽ có một cái live show rất là lớn tại quê hương, coi như là nơi mà nơi chôn cắt rốn của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, đó là thành phố Quảng Trị. Và Quảng Trị là người miền, là miền Trung, thì Quang Lê cũng là coi như là nằm trong cái máu mủ của người miền Trung mình hết. Thì cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được anh Hoàng Kiều hứa hẹn điều này, và chắc chắn anh Hoàng Kiều đã hứa thì anh sẽ làm. Một bài hát mà bố Quang Lê rất là yêu thích, mà lúc nào bố Quang Lê cũng hát. Mà cái bài hát này không hiểu tại sao rất ít người hát. Và trong 60 năm đầu tiên là cô Phương Dung và thế hệ sau này chỉ một mình Quang Lê chỉ hát mà thôi. Thì có lẽ là bài hát này là coi như là được gọi là bị cất giữ trong tủ nhạc lâu quá ấy. Tại vì nhạc của Hoàng Thi Thơ thì phong phú lắm, có 500 bài. Nhưng mà bây giờ lưu hành trên thị trường thì khoảng 200 mấy bài thôi. Cái bài này là: đừng nói với anh những lời nào tràn đầy cay đắng, đừng kéo anh đi trên nẻo đường lạnh lùng xa vắng, đừng làm đời nhau bơ vơ như con chim non chiều đông, đừng làm lệ tuôn như cơn mưa thu rơi rơi ngoài sông, đừng làm hồn nhau âm u thiên thu hoang vu như con thuyền trôi trên sông dài. Quý vị có nghe bài này bao giờ chưa? Chưa đúng không? Sẽ nghe Quang Lê hát bài này trong một chương trình Tạ Tình của Hoàng Kiều được không ạ? Dạ, hôm nay là nhá hàng thôi. Quang Lê sẽ hát bài này hoàn thiện trong chương trình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nằm trong series của Hoàng Kiều Tạ Tình. Và quý vị có thể vào channel của YouTube của Kiều Hoàng để mà nghe hết những tác phẩm của Hoàng Thi Thơ. Và trong đó chắc chắn là có giọng hát Quang Lê và nhiều ngôi sao, coi như là sao A của Việt Nam lẫn sao A của quốc tế. Bây giờ Quang Lê xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cho một người bạn diễn rất ăn ý với Quang Lê. Và đây là bài hát Trung Tâm Thúy Nga đã sản xuất nhiều năm trước và đã đạt một cái con số view rất là khủng khiếp, gần 12 triệu view. Mời Hạ cùng ra đây ạ. Bây giờ Quang Lê, em quên rồi cái chuyện MC Danny Phước Phạm, thay anh thay thế cho Danny Phước Phạm. Yeah. Thì MC cho MC làm việc chút. Xin quý vị trước nhất cho
Quang Lê, một tràng pháo tay thật lớn, thật kêu cũng như Ngọc Hà. Tôi mới nói. Và tôi nói, quý vị thấy không, Quang Lê mặc áo gồ ghề chưa? Hiểu chưa? Quang Lê mới nói, anh Kiều, kỳ này em qua đó, anh phải lo áo quần cho em nghe. Mua đô Si Gabbana, mua đô tất cả những cái hiệu thương hiệu. Nói không, anh sẽ tự design cho em trong ba chương trình. Và tôi cũng có nói với các bạn, chia sẻ với các bạn là Đỗ Văn Trọn là cái người mà đã tâm huyết với tôi, đã tổ chức nhiều chương trình, đã công làm rất nhiều từ thiện. Trong cái dịp Tết vừa qua, có tặng tôi cái áo da cá sấu 140.000 đô la mà tôi có đã bán trên mạng. Và tôi nói, kỳ này anh cho Quang Lê mượn thôi, chứ không phải cho nghe. Để rồi, bây giờ tôi trở lại cái vấn đề là có rất nhiều người tò mò, nhiều người thắc mắc về cái chương trình của chúng tôi. Như chúng tôi đã trình bày với quý vị, đó là một cái chương trình rất hoành tráng và chương trình có 102. Và chúng tôi cũng nhắn gửi tới quý vị, cũng như chúng tôi lần chót chúng tôi tổ chức ở tại Orange County, chúng tôi nói lần chót. Và cũng lần này chúng tôi không nói là chót, nhưng mà những chương trình trong tương lai chúng tôi bảo đảm quý vị rất khó để mà lấy vé. Là bởi vì sao? Chúng tôi chỉ mời thôi. Mà mời ai? Mời những người mà mua nhạc của Hoàng Thi Thơ nhiều nhất trên những cái công ty, mà 30 cái công ty đó, thứ nhất. Và thứ hai, chúng tôi cũng thông báo với quý vị là quý vị đến với tôi, quý vị được giao lưu với tôi sẽ đi từng xuống từng cái hạng vé, mà cái hạng vé ở sau cùng là 50 đô la. Và quý vị hãy truyền nhau, ráng học nhạc Hoàng Thi Thơ như Quang Lê đi, hát mà đừng có nhạc, hiểu chưa? Rồi đồng thời biết những bản nhạc của Hoàng Thi Thơ, tôi đến tôi hỏi quý vị, và tôi sẽ dành ra 150.000 đô la để tặng cho quý vị. Xin quý vị nhớ cái điều đó. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề với cái hai cái Quang Lê và Ngọc Hà. Đây là một cái cặp mà Quang Lê đã giới thiệu rồi. Thì như tôi nói quý vị đó, tôi là cái người mà cũng theo dõi nhiều về những ca sĩ mà coi như có giọng ca, có cái sự trình diễn khác biệt. Và vì vậy tôi đã chọn với Ngọc Hà với Quang Lê. Trong những cái lần trước Ngọc Hà với Quang Lê hát một cái bài Dương Quê thôi đã được 10, bây giờ tới 12 triệu rồi Quang Lê à. Hôm nọ anh ngó thì chỉ có 10 triệu mấy thôi, nhưng mà bây giờ được 12 triệu. Vì vậy chúng tôi một lần nữa xin giới thiệu với quý vị hai cái giọng ca mà có thể nói trong cái nền âm nhạc của nước ta, Ngọc Hà và Quang Lê, qua bài Dương Quê. Xin vân quý vị. Gió lay cành đa, anh thương anh
giọt mồ hôi đẹp má mặt môi. Dăm miếng trầu cay, dăm miếng trầu cay, một buông câu trắng, một buông câu trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành châu. Một túp liều trắng, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời xung vầy thì đâu khó chi lắm biến và trời. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn quý vị.